11 câu chuyện, 11 kinh nghiệm sống để đời. Một câu chuyện ngắn thú vị cũng như món quà nhỏ đáng yêu trong cuộc sống bộn bề này vậy. Thật tuyệt khi đọc những câu chuyện cực kỳ đơn giản nhưng lại truyền cảm hứng về cuộc sống. Và chúng ta luôn có thể rút ra được bài học hữu ích nào đó đằng sau mỗi câu chuyện. Những chuyện ngắn dưới đây sẽ mang lại cho bạn rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ, khiến bạn thực sự phải suy ngẫm về cuộc sống này. Câu chuyện thứ nhất, thuốc chữa đau buồn. Có một phụ nữ vừa mất con trai. Bà tìm đến một nhà hiền triết và nói: có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại? Nhà hiền triết bảo: hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ. Người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi: tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không? Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rồi tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác. Bà trở nên quan tâm và rất muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác, đến nỗi bà đã quên đi nỗi buồn của chính bà và quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm. Thế đó, cách quên đi nỗi buồn của chính mình tốt nhất là hãy chia sẻ với những người khác. Bạn sẽ thấy được sự cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi. Hãy quên đi nỗi buồn bạn nhé. Câu chuyện thứ hai, sự bình yên. Một vị vua treo một giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ về hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ bởi vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình, bình yên thật sự. Tại chấm bức tranh này, nhà vua công bố, sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, người ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện về chiếc vòng. Nhà vua đáp, nó có những sức mạnh diệu kỳ, nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui. Vua Solomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này. Nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẻ bàng. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, nhưng bờ này vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot,
ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạc tồi tàn. Bernan dừng chân lại hỏi: có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người đau khổ đeo nó thì quên đi nỗi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giản dị, có khắc một dòng chữ. Khi Bernan đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot. Nào, ông bạn của ta, vua Solomon nói, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả những cận thần đều cười lớn, và cả chính vua Solomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Bernan đưa chiếc vòng ra và nói, nó đây thưa đức vua. Khi đức vua đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ, điều đó rồi cũng qua đi. Vào chính giây phút ấy, nhà vua nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền quy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi. Câu chuyện thứ 5: bức ảnh gia đình. Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ, khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ, chứ không đi rửa. Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy. Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ. Không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh. Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm. Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần. Dan kể, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh. Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ. Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình. Đang xem bức tranh rồi hỏi, thế tôi đâu? Đó là lý do tôi mời anh đến đây. Cô giáo nói, tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh. Một cú đấm cũng không làm Đan đau như lúc này. Từ lúc đó, Đan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn, để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt. Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ? Câu chuyện thứ 6: cô gái bán đĩa CD. Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi dù chỉ một lúc cũng được. Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng lớn bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái.
Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành. Và chàng trai biết đó là tình yêu từ ánh mắt đầu tiên. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi: "Tôi có thể giúp gì được anh?" Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy. Chàng trai lúng túng. Tôi muốn mua một CD. Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền. Anh có cần tôi gói lại không? Cô gái hỏi và lại mỉm cười. Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tận ngần cầm lấy và đi về. Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để lại một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày, đem về. Vài ngày sau, reng. Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại. Alo, đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai, nhưng bà mẹ òa lên khóc. Cháu không biết sao, nó đã mất rồi hôm qua. Im lặng một lúc, cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy. Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai, bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở ra. Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi. Chào anh dễ thương lắm, Jacqueline. Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa, lại thêm một mảnh giấy ghi. Chào anh khỏe không? Mình làm bạn nhé, Jacqueline. Một chiếc CD, một chiếc nữa. Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy. Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại. Câu chuyện thứ 7: Hai mảnh giấy yêu thương. Một buổi sáng thứ 6, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp. Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc trong sự vui mừng không hề che giấu của anh. Anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn yêu đời. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng. Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng trước khi bước vào bữa tiệc. Anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ. Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh. Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt,
anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh. Có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: anh đừng buồn vì không được nhận việc, đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh, và em muốn nói rằng em luôn yêu anh. Câu chuyện thứ 8: hạt giấy. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Có những món quà thật đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạt giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạng, nhưng dẫu vậy họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm, người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Và chàng trai đồng ý, nhưng trái tim chàng thì tan nát. Chàng lao vào công việc, quên cả ngày đêm. Cuối cùng, anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Vì anh nghĩ, chính sự nghèo hèn của mình trước đây đã khiến cho người yêu phải rời xa. Một ngày nọ, mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối ở bên anh. Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người xưa của mình. Vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm, nàng từng đem đến cho anh. Như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy. Nàng đang dịu dàng nhìn anh từ bước chân dung trên bi mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạt giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật. Nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc một căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc. Anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn mình là vật cản bước chân anh đến con đường tương lai. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạt giấy lên mộ nàng. Để một ngày nào đó, khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Câu chuyện thứ 9: cách dạy con. Nếu con thù ghét người, thì người cũng thù ghét con. Nếu con thương yêu người, thì người cũng yêu thương con. Có một cậu bé ngỗ nghịch, thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: tôi ghét người. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: tôi ghét người. Cậu hoảng hốt quay về, xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được, từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: giờ thì con hãy hét thật to, tôi yêu người. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: tôi yêu người. Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu. Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người, thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người, thì người cũng yêu thương con. Câu chuyện thứ 10: mẹ ơi,
hạnh phúc là gì hả mẹ? Ngày nhỏ, con ngây ngô hỏi mẹ. Mẹ ơi, hạnh phúc là gì mà cả đời người ta phải kiếm tìm? Mẹ mỉm cười, xoa đầu con rồi nhẹ nhàng nói. Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là do cách con nhìn nó như thế nào. Cách chấp nhận và thái độ của con trước những điều đang diễn ra hàng ngày. Con cho đó là hạnh phúc, thì nó chắc chắn là hạnh phúc. Khi còn nhỏ, hạnh phúc của con đơn giản lắm. Đó là mỗi lần con nhận được điểm 9, điểm 10 từ cô giáo cho câu chuyện cổ tích mà con đã học thuộc cả một buổi chiều ngày hôm qua. Hạnh phúc chính từ sự nỗ lực của con khi con đã cố gắng hết sức để đạt được điều con muốn. Là lúc con về nhà và kể với mẹ rằng ở lớp có bạn nhà nghèo lắm, áo bạn ấy rách gần hết. Con thỏ thẻ vào tai mẹ hỏi xem có thể mang quần áo cũ tặng lại cho bạn ấy không? Hạnh phúc là khi con trao đi yêu thương để rồi nhận lại những yêu thương chân thành khác. Con lớn hơn rồi hạnh phúc theo đó cũng lớn hơn, đủ đầy hơn, nhưng nhiều khó khăn hơn. Hạnh phúc không phải là khi con cố gắng để trở nên mạnh mẽ, kiên cường để tiến về phía trước, mà là khi con ngã đau, có người nâng con dậy, đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn của con, thì thầm với con, gắng lên nào, rồi cùng con tiến về phía trước. Là mỗi lần thất bại, mọi thứ xung quanh con sụp đổ, khi tất cả những nỗ lực của con trở về vạch xuất phát. Có người có thể ôm con để con khóc một trận thật to, nức nở, như trút hết những tủi thân ấm ức mà con phải chịu đựng rồi vỗ về con. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là mỗi lần đổ vỡ, cãi nhau rồi chia tay, người con từng yêu thương nhất cứ thế xoay lưng bước đi. Chỉ còn nhìn thấy bóng lưng ngày nào còn ôm ấp vỗ về. Người ta bỏ con lại với những giọt nước mắt nghẹn cứng cả tim. Có người dạy con cách yêu thì cũng có người làm con đau. Nhưng nếu con không biết đau, con sẽ không biết được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Con chỉ có thể hạnh phúc khi con để lòng mình bình yên. Những nhỏ nhen, những đố kỵ sẽ chỉ khiến bản thân con trở nên xấu xí. Chúng chẳng thể làm con cảm thấy dễ chịu hơn. Con gái à, thế nên đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Tự nghĩ rằng bản thân mình thua kém họ và rồi chì chiết khuyết điểm của bản thân mình con nhé. Ngay cả những người thành công nhất cũng phải tích lũy rất nhiều điều hay từ những người yếu hơn, nên chẳng có ai là kém cỏi. Họ hơn nhau ở chỗ, đó là sự can đảm, dám nghĩ dám làm và quyết tâm thôi con. Mẹ không dạy con cách tìm kiếm hạnh phúc, vì hạnh phúc nếu là thứ người ta phải kiếm tìm và chờ đợi thì không còn là hạnh phúc nữa. Mẹ để hạnh phúc tìm kiếm con, để hạnh phúc dạy con những bài học cuộc sống, để hạnh phúc dạy con cách vượt qua những đớn đau, để sau này con của mẹ sẽ vững vàng, bản lĩnh hơn. Dù có như thế thì hãy luôn nhớ rằng bất kể khi nào con bế tắc cùng cực, con bị mọi người xô ngã, mọi thứ bỏ rơi con, thì con vẫn còn có bố mẹ ở bên. Bố mẹ luôn chờ đợi con luôn có một nơi để trở về, con yêu. Câu chuyện thứ 11, mẹ và cuộc hành trình của bạn. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài. Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi. Khi 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quẳng đĩa cơm xuống sàn. Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu
bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô chúng lên mặt bàn. Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã ầm vào đống bùn gần nhất. Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách la lên: "Con không đi." Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh. Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành. Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục, rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại. Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi cine. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác. Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình TV nào đó. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem. Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu. Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư. Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ. Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể. Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối. Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài giải phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa? Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp: "Đó không phải là chuyện của mẹ." Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời: "Con không muốn giống mẹ." Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu không. Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí. Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và cào nhào: "Con xin mẹ đấy." Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn. Mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tích. Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mọi việc giờ đã khác xưa rồi. Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời: "Con thật sự bận mẹ à." Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là mẹ. Dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta. Có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn. Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình, mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không? Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại. Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn cả bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người.